Chào tất cả anh chị cô chú. Ngày hôm nay thì bên nhà bảo lên sale cho mình một ít máy này, xài rồi anh chị cô chú nha. Rồi ngoài ra sẽ có những mặt hàng, hàng trưng bày này, đã qua sử dụng này kia. Anh chị cô chú nào á mà mua cây nào á thì lưu ý giúp bảo chỉ có mỗi máy mỗi cây thôi nha. Nên là mình đặt hàng, mình chốt theo số cho bảo nha. Và đương nhiên mức giá thì sẽ vô cùng tốt cho mình rồi, để mình xài nha. Rồi bây giờ thì bảo sẽ cùng đi vào chương trình tối ngày hôm nay nè. Rồi quý anh chị cô chú nào mà mua combo đánh bóng đi, đó một cái để mình gắn vào máy mài nha, kèm thêm cho mình nè những miếng mút dán vào như này để mình xài. Bình thường nhà bảo cứ bán một cái này không là mười mấy hai chục nghìn. Ngày hôm nay này combo 5 miếng như này, một đế, hai lông cừu, hai đánh bóng như này, 25 cành thôi. Đó, gắn vào máy mài một tách anh chị cô chú nha, để mình xài. Ở nhà có máy mài thì mình chỉ cần tháo táng ra vặn vào là xài anh chị cô chú nha. Có 25 nghìn thôi mà có cả combo 5 món đi kèm nè. Tiếp tục, máy khoan đầu 10mm, 13mm. Đó anh chị nào á mà mua về là đầu chuyển đổi từ máy khoan qua cưa sứt cầm tay anh chị nhá. Đó để mình xài. Rồi cây này bình thường nhà bảo bán tới 140 á, ngày hôm nay số 2 bán mình 60 thôi, của nhà Mai Tăng nha. Ngày hôm nay xả cho mình có tay cầm đi kèm luôn này, có một cái thôi, không có cái thứ hai nha, để mình xài. Tiếp tục, pin Uta này nhà bảo đang bán vô cùng nhiều nha. Có báo pin này, dòng xả cao này, 60-80A không à. Rồi có tích hợp sạc điện thoại iPad luôn. Một quả như này chưa sạc là 350.000. Đó, nếu mà anh chị nào á chưa có sạc, nhà bảo hay đi cùng sạc đế đen nha. Đó là thêm 50 nha anh chị cô chú nha. Rồi pin là 6A15 cell, có vỏ chống rung, chống va đập nè. Đó, êm cực kỳ luôn, để mình xài, tích hợp sạc điện thoại luôn, 350.000 thôi. Đó, video ngày hôm qua là nhà bảo khui nội thất cho mình, bo mặt to hết bằng mặt của pin luôn nha. Rồi tiếp tục nè, thùng đồ anh chị cô chú ơi, anh chị cô chú nào cứ mua một cái thùng như này là 40.000. Nếu mà mua thùng máy mài báo cho nhà bảo máy mài nha. Còn mua thùng máy bu lông pin này, máy vít pin hoặc là máy khoan pin, báo cho nhân viên bảo cứ mỗi cái là 40.000 nha. Đó, mình đựng được một cái thân máy pin với lại là hai quả pin một sạc luôn, 40.000 là có cho mình rồi, để mình xài nha. Rồi vào thẳng chương trình này. Đó, ngày hôm nay này máy bắn vít đầu tháo rời 201 của nhà Hukan, hai chức năng nha. Rồi hàng này trưng bày tem này, đó hư tem, tem bị lóc anh chị cô chú nha, của nhà Hukan. Cây này anh chị nào mà mua với mã máy là 600Q nha, bắn vít cấp trượt, dây nguồn dài 8m, đang bán là 600.000. Ngày hôm nay lóc tem cái thôi, bán cho mình 490.000 số 1 nha. Công suất máy là 600W này, để mình xài. Tiếp tục này, thân máy mài 6.400 này. Đó, hàng này trưng bày mà, đó cứ nên là sẽ dơ nha. Rồi, xài pin phổ thông, anh chị nào có pin á lắp vào xài thôi. Thân máy đầy đủ cho mình những món đi kèm như là gắt te, khóa mở, tay cầm. Ngày hôm nay số 25 nhà Hukan 6.400 nha, 420.000. Thân máy xài pin phổ thông, đo cho bảo 4 phân là pin phổ thông nha, để mình xài. Rồi tiếp tục anh chị ơi, ngày hôm nay hàng trưng bày nhiều lắm nha. Đó nè, rồi hàng trưng bày hơi dơ nè, có sao bảo dậy cho mình luôn. Đó, rồi cây này á là K14 của nhà Hukan, máy mài công tắc đuôi anh chị nha. Công suất máy 800W, số 29, có 330.000 thôi. Đó, phụ kiện cho mình á đầy đủ nhá, 330.000, máy mài công tắc đuôi Hukan, để mình xài. Rồi tiếp tục nè, hàng trưng bày á thì cái này
anh chị nào mà có pin phổ thông á, mình lắp vào nha. Rồi có hơi trước nhẹ đây xíu này, đó hơi dơ này, đó để mình xài. Rồi thanh lý luôn. Rồi cây này á là cưa sắt của Marula nha, có thùng sẵn số 19 này, sale cho mình 310.000 thôi, có thùng mà chưa có pin sạc nha. Đó mua pin phổ thông ráp vào á là mình xài ngay cho bảo luôn. Tiếp tục cây máy khoan nè, đó anh chị nào mà mua X-Men Pro, cây này là nội địa anh chị nha. Đó rồi công suất 1010W nha, hàng nội địa cho mình số 26 490.000 thôi. Đó cây này nhà bảo bán được lắm nha. Đó về còn có vài cây là xài thôi anh chị cô chú à. Rồi ba chức năng không có hộp nha, có tay cầm cho mình luôn để mình xài, đảo chiều này, bo này, ra vào nha để mình xài này. Tiếp tục laser này, đó hàng trưng bày anh chị nhá, dàn cơ là to khủng khiếp luôn, mẫu máy này á là E63 nhá. Rồi dàn chân to này, có remote điều khiển từ xa, có cho mình là hai quả pin này, sạc kiếng 5 tia xanh, bóng là siêu sáng, bóng led nha. Rồi cái bóng là to cực kỳ luôn. Rồi cái laser này 1.065.000, ngày hôm nay số 22 bán cho mình 850.000 thôi. Đó 5 tia xanh, bóng led nè, dòng bóng lớn, bóng to nha. Tiếp tục combo máy khoan pin chọt của nhà Kutan nha, đầu 10 ly, mình về bắt vít gì cũng được nha. Rồi có hai cấp nhanh chậm nè, bắt vít nè, bắn thạch cao này kia, mua cho bảo bộ này. Bình thường mua quả pin lẻ này á là cả trăm mấy rồi, giờ mua có một máy hai pin một sạc số 27 có 240 thôi, đó rẻ bèo như cho luôn. Rồi của nhà Kutan nha, để mình xài bảo hành cùng là 6 tháng nha. Đó anh chị nào á không thích pin chọt lấy cho bảo combo này, pin của nhà Asake này. Rồi máy này hai chức năng, đầu tháo rời 201 nha. Rồi anh chị nào á mà mua về là xài vô cùng đã luôn, logo nhà Asake này. Rồi máy này á động cơ là không chổi than nha. Đó anh chị nào mua có đèn chiếu sáng, báo pin số 23, bình thường á tới 550.000, ngày hôm nay á bảo sale cho mình một máy một pin một sạc. Đó rồi số 23 420.000, đầu tháo rời của nhà Asake nha, để mình xài máy hai chức năng nha. Tiếp theo máy phay gỗ này, đó có chuẩn tốc của nhà nội địa Romeo nha. Đó phần vỏ phía dưới là bằng kim loại cho mình nha, xài sẽ bền hơn vỏ nhựa rất nhiều. Đó có đế nâng cao thấp này, có chuẩn tốc, máy phay 6 ly 3, công suất máy là 650W, mức giá số 36 380.000 thôi là bán cho mình rồi nha, để mình xài. Đây máy cắt này, rồi cây này có xước vài ở đây nha anh chị nha. Rồi có xước này, đó của nhà Hukan, máy cắt sắt 2250W anh chị nha. Rồi lưỡi 3,5 tấc, cây này á là 1.350.000. Đó ngày hôm nay số 37 màu xanh xám nha, sale cho mình 1.050.000 nha. Đó rồi cái này hơi xước mấy chấm thôi, cũng như mới 99 rồi nha, để mình xài. Tiếp tục này, đó máy này là khoan đục hai chức năng, mà cái hộp giấy là mất bên ngoài rồi, đó nên là bán cho mình nó thùng nhựa đi kèm, máy đi kèm, 1.090.000 nha, hai chức năng bụng đứng này, cây này khỏe nha, 1.020W, có đầy đủ cho mình á là hai mũi đục này, ba mũi khoan trắng bụi đi kèm nha. Rồi cây này là làm công trình khoan đục, đục khỏe lắm nha, số 28 850.000. đó trong khi giá mà mới nguyên á là 1.090.000 nha, để mình xài nè. Tiếp tục nhà bảo còn có vài thân máy bắn vít chuyên vít của nhà Đất Tông nha, động cơ máy là cây này không chổi than, brushless nha. Rồi lực 280 N, cây này mà anh chị nào mua trước đây tới 1.090.000 nha, ngày hôm nay á
là bạn là tặng kèm cho mình á, là để chuyển nè. Mình xài chân D cũng được, chân M cũng được luôn. Số 16 có 450.000, rẻ kinh khủng luôn. Đó, cây này trước đây là mắc, bây giờ là hàng sale nha. Rồi, 16 chuyên vít búa 280 new, có 450.000. Thợ thầy á, mà lấy cây đấy thì làm công trình vô cùng bền nha. Đó, vì hàng đét tông, xài bền dữ lắm anh chị ơi. Tiếp tục này, đó cưa sắt của nhà Makuta nha. Động cơ máy là không chổi thang nha. Rồi cây này á là tương đối bằng một cây máy xài bằng điện, lên đến là 1150W nha. Có bơm nhớt nè. Rồi có tay cầm á, an toàn trên dưới nha. Rồi phần lam 8 in, bây giờ xả vì còn ít lắm anh chị ơi. Rồi nhà bảo vừa về lô trước rất nhiều. Anh chị mình nó xài cây này bền kinh khủng nha. Rồi có tăng xích nè, giảm xích nè, tùy ý nha. 24 ngày hôm nay sale cho mình 490.000. Đó, anh chị nào mua tranh thủ nha. Nhà Makuta này xài công trình cũng vô cùng là bền nha. Để mình xài nè. Tiếp tục anh chị ơi, số 30 nha. Combo pin của nhà Hukan nha. Đó, anh chị nào mà mua này, pin 3A dòng xả cao nha. Đó, 5C xài máy mài ok cả hết nha. Đó, mình xài là hai quả pin nè, 10 cell 3A này chuẩn nha anh chị nhá. Đó, rồi sạc đi kèm. Mức giá số 30 có hộp này, bình thường là 860, ngày hôm nay bảo sale cho mình 620 thôi. Đó, combo là một bộ hai pin một sạc nha, để mình xài này. Tiếp tục, máy mài của nhà Bosun nha, logo dập nổi này, chống hàng giả nha. Công suất máy là 750W, Bosun anh chị nha. Ngày hôm nay bán rẻ mà máy dây đồng có 240 thôi. Đó, mua xài công trình gia đình gì cũng ngon nha. Bảo hành cho mình 6 tháng này. Và nếu mình không thích công tắc trượt, lấy cho bảo phia men đi, xám xi măng. Rồi của nhà đất tông nha, máy mài phia men, công tắc đuôi nha. Cây này là 450.000, ngày hôm nay sale cho mình nè. Đó, số 5 290 thôi là bán cho mình được rồi nha, để mình xài. Rồi chờ bảo xíu nha, bảo lên từ từ cho mình nè. Cây này á, thì bảo báo trước luôn nè. Đó, có test sẵn nha. Đây test nè, bụi bặm bên trong quá trời luôn. Rồi những anh chị nào mà thích hàng á, bảo review nè. Đó, một hai lần thôi là mình mua sẽ có đầy đủ như này, nhưng mà máy là đã sai rồi nhá. Rồi cây này á, hút bụi đến từ nhà Hukan nha. Rồi có hai cấp số cho mình này, để mình xài nha. Model máy á là mình lấy cho bảo là 5050. Rồi ngày hôm nay số 21 sale cho mình 500.000 thôi. Đó, thân không, xài pin phổ thông nha, lực hút cao nha anh chị ơi. Cái này hút khỏe kinh khủng nha. Nè, đó, hút khỏe cực kỳ luôn. Rồi bụi xe hơi ngóc ngách sofa, lấy cho bảo thân máy hút này với mức giá số 21 thân không nha, chưa pin sạc, 500.000 thôi. Tiếp tục, nếu mà mình thích hàng xài rồi, bảo lên cho mình á, ở thân máy hút bụi này lớn của nhà Hukan nha. Rồi anh chị nào mua cây này cũng là xài rồi anh chị nha, báo trước cho mình luôn, dơ hết nè. Rồi, những anh chị cô chú nào á mà mua thì sẽ xài rồi này, có đầu hút này, đó hơi dơ nha. Rồi, đầu hút ngóc ngách sofa, xe hơi này, hút lớn này kia này, ống này, đem nối dài ra quá trời luôn. Rồi, cây này số 3 nha, động cơ máy là không chổi thang nha. Rồi, 1.350.000, ngày hôm nay hàng Tết mà, bán cho mình 890.000, chưa pin sạc nha. Rồi có pin phổ thông, cắm vào xài thôi. Máy có hẳn hai cấp số cho mình luôn. Rồi báo pin bên hông luôn nha, báo pin luôn. Rồi anh chị nào có nhu cầu là lấy cho bảo cái này nha. Rồi tháo ra cái, xài được cả pin 10, 15 luôn nha. Bảo đang xài 15 này. Có nhiều màu là xài pin 15 không được anh chị cô chú à. Rồi thân không, chưa pin sạc, lực hút lên đến là 16K3 nha. Cây đấy là đi làm công trình làm cực kỳ là khỏe luôn, để mình xài này.
Tiếp tục, thùng đồ, anh chị ơi, thùng đựng đồ này có kích thước là mình mua cho Bảo nha. Dài 40, rồi ngang 29 năm, cao 11 năm nha. Đựng máy mài, máy khoan pin á, đồ nghề nhựa cao cấp nha. Mình đựng cũng vừa vừa đồ anh chị cô chú ơi. Đó, mình đựng sắp xếp thôi. Đó, như này, đậy lại. Rồi, bộ này á thì mình đựng khoảng là một bộ máy mài pin nè, bộ khoan pin vô tư. Đồ nghề á thì cũng khá là nhiều nhá. Đồ nghề mình đi làm á, thợ thuyền này kia. Rồi, thùng này là của nhà Hukan này, nhựa cao cấp, có logo Hukan luôn. Số 20, 203 hay sao á. Ngày hôm nay sale cho mình số 20, 110.000 nhá. Đó, thùng này là đúng ra là những cây máy mà tặng quà công ty cho, nhà Bảo bán cho khách lẻ mất nên là còn dư lại bán cho mình nha. Có một cái à. Tiếp tục anh chị ơi, máy trà nhám rung này. Đó, cây này hơi dơ nha. Rồi, hơi dơ ở phần cao su á, do là để bên trong thùng á. Đó, để lâu ngày anh chị nha. Rồi, nội địa, máy trà nhám rung vuông. Đó, anh chị nào mua thì mẫu này là trà nhám này, có túi này, đựng bụi cho mình nha, hút bụi sơ sơ cho mình. Rồi 18, sale cho mình 270.000 thôi, màu xanh anh chị nha, nhám rung vuông, xài điện 220. Tiếp tục, à, Bảo lên cây máy hàng này anh chị ơi, nhà Bảo lên video bán cả gần 20 cây rồi nhá. Rồi, cây này là của Casio này, đó, E Casio. Cây này á thì nhà Bảo là test rồi nhá. Đó, có test cho mình xem một video á, bán hai mấy cây rồi. Đó, mẫu máy hàng mic, hàng que đa năng luôn, kéo que 2.5 ly, 3.2 ly đều được nè. Có đồng hồ báo nè, volume chỉnh, ngấu sâu á, có sẵn dây rời nè. Cây này đã cực kỳ luôn, bảo hành 2 năm, có cho mình bộ hàng que này và súng hàng mic nè. Rồi, múc mua thì Bảo cho mình cuộn khí nguyên đi, đó để mình xài, chứ đúng ra là test rồi, phải lấy cuộn khí test rồi nha. 20, bán cho mình 150 nha. Còn nếu mà lấy cây mới nguyên luôn thì nhà Bảo cũng đem ra test để giao cho anh chị mà, là 2 triệu. Số 20, máy hàng mic dây rời, dòng hàng là 250 ampe nha. Đó, cây này hàng đẹp cực kỳ luôn, nhà Bảo bán cả 20 cây hơn rồi nha. Đó, bán cực kỳ luôn. Rồi, trên mỗi thùng hàng á có logo Casio dập nổi ở trên nha, để mình xài. Tiếp tục, nếu mà mình thích hàng que, lấy cho Bảo cây Gridman này, hàng tinh bày này, dơ nha. Đó, quá trời bụi đây. Rồi, cây này bây giờ sẽ là 860. Mua thì ngày hôm nay số 10 sale cho mình có dây hàng đầy đủ đi kèm nhá, 590 thôi. Đó, bảo hành cho mình 18 tháng nha, để mình xài này. Rồi, qua một ít đồ pin nha. À, có cây này á là đồ điện này, đó của nhà Đét Tông nha, thương hiệu là T-Mart nha. Rồi, 470, ngày hôm nay số 14 nha. Đó, sale cho mình á 290.000 thôi. Công suất máy là 710W nha, có chỉnh tốc nhanh chậm này, mình xài này, có cây thôi nha. Đầu 13mm, hai chức năng để mình xài nha. Rồi, tiếp tục, anh chị nào mà thích máy bu lông không, Bảo lên cho mình là hai màu nha, Gridman này, dơ này, trưng bày nha. Rồi, cây này là số 8, lực 330 N của nhà Gridman nha. Rồi, ngày hôm nay sale cho mình 280.000, đầu có lỗ, xài đa năng, khoan cũng được, vít cũng được, bu lông cũng được, thân không nha. Đó, nếu mà mình muốn cao hơn, lấy cho Bảo á là cây này số 8 anh chị nha, 280.000. Tiếp tục, thân đầu đặc nha, đó lực 650 N của nhà Warfit, 650 N nha, số 12, sale cho mình 550.000 thôi. Đó, tất cả đều là xài pin phổ thông nha. Đó, cho mình dễ thay nè, đó chỉnh lực nè. Cây này á thì bắn ốc bắn với lại nồi xe là cực kỳ đã nhá. Còn cây này á là mình bắn ốc 22, 19, 17 ok rồi. Đó, động cơ đều là không chổi than cả nhá. Tiếp tục, máy mài anh chị ơi, nhỏ hơn này, nhỏ hơn á thì mình lấy cho Bảo cây Warfit
360. Cây này thì bán chạy nhất trong này luôn. Đó, giá hợp lý cực kỳ luôn. Lực là 360 new anh chị nha. Rồi, cây này là compact này, có phần đử bên sau á, kim loại, nên là motor sẽ ổn định hơn. Phía trước này, đó đầu có lỗ số 9, có 290.000, xài pin phổ thông nha, 3 cấp số luôn cho mình xài. Động cơ máy là không chổi thang của nhà Worldfit nha. Rồi tiếp tục, lên cho mình máy mài đi. Máy mài 6.900 nè. Rồi báo pin ở trên máy nha, bằng thông số điện tử cho mình 3 cấp số nha. Máy là không chổi thang, công tắc trượt bên hông này, đó có chống lực có chống sốc cho mình này, rồi chống khởi động lại hết nha, đó công tắc bật này, ghim vào không sao nha, đó rồi ngoài ra là mình có cả chức năng chống sốc á, thì mình thả xuống này, đó máy tự ngắt nha, rồi công tắc là đang bật này, tắt bật lại bình thường, đó đơn giản lắm nha, đó nhẹ nhàng lắm. Rồi cây này là 6.900 của nhà Hukan, ngày hôm nay là bán hàng trưng bày mà. Đó, cây này số 17 500.000. Còn mình muốn rẻ hơn, lấy cho Bảo cái thân máy mài của Fumita nha. Anh này là có 4 cấp số luôn. Động cơ máy cũng có chức năng chống khởi động lại, có chống sốc đá cho mình hết nha. Rồi, thân không số 15, pin phổ thông nha, 260.000. Cây này bán là tính ra là cho mình luôn nha. Đó chứ mình mua lẻ bo mặt này kia cũng cả 200 rồi. Tiếp tục, thân chuyên vít của nhà Bosun anh chị nha. Rồi cây này á là bo mặt thông minh, có chỉnh 4 cấp lực đi vào này, tự ngắt nha, đủ lực là tự ngắt, với lại là 4 chức năng là mình tăng chỉnh cấp số nhanh chậm nha. Đó compact này, đèn chiếu sáng nha. Rồi thân Bosun chuyên vít đầu xài chuẩn vít dài ngắn nha, số 9 có 450.000 thôi. Cây này đẹp cực kỳ luôn, đó lực khỏe luôn, lên đến là 230 new anh chị cô chú nha. Và tiếp tục cũng là cây Bosun này, cây này thì nhà Bảo về được trước ít quá nên là nhiều anh chị cô chú mình mua cháy hàng, sau này về lại nha. Đó cây này âm thanh to nha, máy khỏe, đầu thì mình xài là đầu tháo rời anh chị nha. Rồi tháo rời nè để mình xài. Rồi anh chị nào mua là có cả 3 chức năng luôn. Lực lên đến là 65 new, số 11. Thân không, xài pin phổ thông. Mức giá là 380.000 nha, để mình xài. Rồi Bảo sẽ qua cưa xích anh chị ơi, của nhà Worldfit nha. Rồi cưa xích máy là không chổi thang, máy to nha. Lam lên đến là 12 in. Cây này là đúng hàng sale luôn nha, số 13. Sale cho mình á 590.000 thôi. Đó tranh thủ mình mua nha. Máy lớn nè, motor to nha. Nhà Worldfit số 13, thân không có sức sẵn rồi, mua về là xài thôi. 590.000 là có rồi. Tiếp tục. Máy á mài hai đá của nhà BTS nha. Đó phần á vỏ này kia là bằng kim loại cho mình, máy dây đồng nha, số 6. Sale cho mình đá một tắc 50 nha, số 6 580 thôi, bình thường nó là bán toàn 800 không à, đó à 560 anh chị nha. Đó anh chị nào mua mài hai đá là 560.000 nha. Tiếp tục này, bộ máy khoan của nhà Worldfit này, đó thắng nha. Anh chị nào mà chưa biết thả ra máy đứng ngay này, đó nghe tiếng sạch sạch á, đó đứng ngay chóp luôn, đó là thắng không phải là nhông kêu nha. Rồi mình chạy êm ru thả ra này. Rồi cây này á là 3 chức năng, động cơ máy là lực 95 new. Đó trang bị là 2 quả pin chống rung, chống sốc, chống cháy, dòng xả cao nha. Có tay cầm cho mình, đó để mình cắm vào máy mình xài nè. Nguyên một bộ như này sale rẻ bèo cho mình ngày hôm nay nha. Đó 1.3 triệu ngày hôm nay bán cho mình số 7 980.000. Rồi ngày hôm nay á, thì Bảo sale nhiêu đây hàng. Anh chị cô chú nào á, có nhu cầu liên hệ cho Bảo nha. Rồi Bảo xin kết thúc video.